cách đây mấy chục năm về trước, đây là một con đường đất đỏ, nó rất là hoang vu. Mọi người nhập cư âm thầm khăn gối đi vào Sài Gòn, nhìn bầu trời đêm muôn vàng ánh sáng, ôi đẹp làm sao. Đường số 3 Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Đây là bản mé bên phải là cũng là một cái nghĩa trang. Cái này là tôm thiên nhiên đó mấy chị. Trời ơi, bầy heo. Áo nữ 60.000 đồ bộ, còn 100.000 bộ. Đó, đây là chợ Bình Long. Khi mà ở những cái mảnh đất như thế này, nhưng mà ngày hôm nay thì hòa chung, và có thể nói là hòa chung giữa âm và dương. Dạ, Sunny Doan mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Doan. Bây giờ thì khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 11 tây tháng 9 2022, bữa nay là chủ nhật cuối tuần. Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Trước mặt anh chị đó là một con đường Bình Long. Cách đây mấy chục năm về trước, đây là một con đường đất đỏ, nó rất là hoang vu anh chị. Hôm nay Sunny mời anh chị chúng ta sẽ đi một cái mảnh đất là Bình Hưng Hòa. Ngày xưa đó là một cái nhị tỳ kéo dài rất lớn với con đường đất đỏ và rất ít người đi. Nhưng mà ngày hôm nay người dân nhập cư về Sài Gòn sinh sống cũng rất là nhiều, nó trở thành một cái khu dân cư. Đó là Bình Hưng Hòa A, mé trái là thuộc quận Bình Tân, bên phải là quận Tân Phú. Và Sunny sẽ đi để anh chị nhìn nhận anh chị ha, cuộc sống vùng ven ngày hôm nay như thế nào. Từ sáng hôm nay thì chở vợ đi thi anh chị, nên chính vậy là Sunny cũng trong quá trình đợi rước vợ thì Sunny cũng muốn gửi anh chị những hình ảnh ở khu vực khu dân cư này anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Mình cứ đi thẳng con đường Bình Long, thấy nơi nào mà nó hơi nhộn nhịp, ví dụ như cái chợ chẳng hạn, mình sẽ đi vào chợ. Cái hướng phía sau lưng của Sunny đó là ngã tư 4 xã. Nghe chữ xã là anh chị cũng hiểu rồi anh chị. Ngày xưa thì nó rất là phức tạp. Những cái khu dân cư. Hiện tại là cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì cũng không cho chôn nữa anh chị. Sau này nó trở thành một mảnh đất vàng. Đối với khu vực này thì thường thường đi vô tình thì chúng ta sẽ đi ngang cái mảnh đất nghĩa trang. Xung quanh thì người dân ở. Bên phải là một con đường Văn Cao để chúng ta tới con đường Tân Hương, nơi đó có chợ Tân Hương. Còn bên trái thì nó những con đường số thôi anh chị. Nếu đi thẳng thì chúng ta sẽ ra ngã tư Gò Mây. Rồi chúng ta đi nha. Đúng là ở Sài Gòn anh chị ha, người dân nhập cư về sinh sống, rồi người nhập cư âm thầm khăn gối đi vào Sài Gòn, nhìn bầu trời đêm muôn vàng ánh sáng, ôi đẹp làm sao. Cái đẹp này nó cũng trả giá anh chị. Có người thì rất là đẹp, còn có người thì nó là một bầu trời đen, mưa gió dông bão. Theo nghĩa bóng anh chị ha. đối với khu vực này thì xin đi khám phá những cái xóm ở trong Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa anh chị. Người dân lao động người ta ở đó có một cái dãy nhà trọ vẫn sinh sống. Đối với Sài Gòn thì có rất là nhiều cái khu dân cư, giàu có, nghèo có, muôn màu lắm. Nhưng ngày hôm nay thì Sunny cũng muốn gửi anh chị những hình ảnh của vùng ven. Đây là con đường số 3, mình quẹo qua con đường số 3 anh chị ha. Rồi. Đây là một cái khu dân cư nè. Ngoài đường, đầu đường người ta bán rau muống, rau dền, rau lan. Thì đối với Sài Gòn ngày hôm nay hình như là ai có mặt tiền thì đều buôn bán kinh doanh hoặc là cho thuê hết gì. Điều này thì mình thấy một cái không khí rất là nhộn nhịp về mua bán giao thương. Nhưng mà khi mà nhìn sâu vào vấn đề hình như nó cũng có một cái vấn đề. Tại sao người ta buôn bán? Thường thường là người ta thất nghiệp thì không biết làm gì, thế là buôn bán. Mái trái là một cái bức tường của Nghĩa Trang đó anh chị. Ở đây là vẫn còn những cái mảnh đất Nghĩa Trang anh chị ha. Bán thịt, bán thịt nè. Đó là đây giống như một cái chợ để chúng ta đi vào coi. 7 giờ rưỡi sáng. Đây là đường số 3. Đường số 3 Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Đây là bán. Máy bên phải là cũng là một cái nghĩa trang, bức tường. Thế là người ta bán gà, bán trái cây, bán táo, bán ổi, hành, tiêu, tỏi, ớt, đủ thứ hết nè. Đây là một cái giống như cái chợ. Để chúng ta sẽ đi cái chợ anh chị ha. Kế bên một cái nghĩa trang rất là lớn bên phải nè. Nghĩa trang trong đó có một cái quán cà phê. Ở đây là chợ Bình Long anh chị. Chúng ta sẽ đi cái chợ Bình Long này hôm nay nha. Coi buôn bán như thế nào. Các dì các má đi chợ không? Cuối tuần mua những con cá tươi nhất, bó rau tươi nhất để về cho những đứa con yêu. Riêng Sunny thì muốn dẫn anh chị đi coi cái cảnh chợ vùng ven. Buổi sáng thì chợ rất là nhộn nhịp. Đối với chợ ngày hôm nay, những chợ nhỏ này anh chị, nó chỉ bán vào buổi sáng thôi. Buổi trưa người ta dọn chợ rồi. Ngày hôm nay thì cái gì cũng có anh chị. Quan trọng là không có tiền thôi, chứ cái gì cũng có hết. Bên phải là một cái lòng chợ, nhưng mà cái lòng chợ người ta thì cũng không có kinh doanh gì, chỉ là kinh doanh men theo con đường này thôi. Cái này là tôm thiên nhiên nha mấy chị. Anh kia nói là đó là tôm thiên nhiên. Bây giờ là đồ nuôi nhiều anh chị, cá lóc, cá rô gì nuôi hết á. Ớt cũng nuôi. Ăn nó không có ngon giống như xưa. Đó, bán rau cải quá trời. Chợ này buổi sáng đông ghê đấy chứ. Cũng không ngờ một cái mảnh đất hoang vu năm xưa đồng trống nghĩa địa, bây giờ thì người dân sinh sống quá trời. Đây, cái lòng chợ đây anh chị. Chúng ta sẽ đi quanh quanh ở đây anh chị ha. để Sunny nhìn vào cái lòng chợ coi. Đối với cái lòng chợ ngày hôm nay thì đóng cửa anh chị, bích lại đóng cửa. Thì cái chợ này cái lòng giống như cái nhà kho thôi, cốt yếu các tiểu thương thì buôn bán quanh quanh những con đường như thế này. Bên phải là cái lòng chợ. Anh chị cứ lên Google Maps, anh chị search chợ Bình Long, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì nó sẽ ra khu vực này. Trời ơi, bầy heo. Trời, nó dài dài ra ngoài kia. Chợ buổi sáng rất là nhộn nhịp. Một thực trạng thì ở vùng ven đó thì có những cái chợ người ta xây cái lòng chợ lên để người dân vào đó buôn bán, nhưng mà cái lòng chợ thường bây giờ thì nó giống như một cái nhà kho bỏ trống. Những cái chợ tự phát ở ngoài đường thì rất là nhiều anh chị. Các má lừa, trái cây ổi 17.000 một ký. Tôm thiên nhiên nửa ký 90, cua đồng 35.000 nửa ký, áo nữ 60.000 đồ bộ, còn 100.000 bộ. Đó, đây là chợ Bình Long. Buổi sáng tinh mơ ở chợ vùng ven, một mảnh đất nghĩa địa năm xưa, một mảnh đất hoang vu. phía trước mặt chúng ta đó, bức tường của bên trong là nghĩa trang đánh diện, còn mồ mã chôn rất nhiều đó. Con đường dài dài ngoài đường số 3 người ta cũng buôn bán nhộn nhịp lắm. Giờ nhà nhà đều buôn bán. Mình đi một vài con đường nữa anh chị ha. Đây là một cái mảnh đất mà nếu mà chúng ta nhìn lên bản đồ thì nó sẽ quy hoạch sau này thôi. Nó những con đường hẻm vuông góc với nhau, quy hoạch. Người ta có một cái mảnh đất ruộng đó, người ta tách họ ra, bao vây cái chợ. Chợ nó kéo dài như thế này đó, chợ nó kéo dài đó. Đó, chỗ nào là có chỗ mặt bằng là chỗ đó có chợ. Thì ngoài ra những cái địa điểm bán cố định như thế này thì còn những chiếc xe đẩy nữa anh chị, người ta đẩy khắp nơi. Rồi chúng ta quẹo lại, nếu mà đi thẳng thì chúng ta sẽ ra kênh Nước Đen. Ở Sài Gòn này có rất là nhiều cái con đường cũng mang tên cũng rất là lạ, ví dụ như kênh Nước Đen, một đường Cao Thế, đường Ấp Chiến Lược, đường Tên Lửa. Nó mang theo đặc biệt khu đó nó có gì. Ví dụ ra đường điện Cao Thế, đậu chỗ đó có một cái đường dây Cao Thế đi qua. Đây là đường số 8. Ở đây là chỉ đường số thôi anh chị ha. Đây là một bức tường của nghĩa trang đây. Nghĩa trang rất là lớn anh chị. Bây giờ thì ngày xưa thì còn hoang vu hoang vắng thì mọi người cũng rất là ngại khi mà ở những cái mảnh đất như thế này, nhưng mà ngày hôm nay thì hòa chung, là có thể nói là hòa chung giữa âm và dương. Thì ngày xưa Sunny có hỏi nói chuyện một số người nay nghĩa trang Trung Minh, nghĩa trang Trung Minh thì cũng rất là khang trang. Thì hỏi một số người thì họ nói thì mình cứ sống, mình đừng có làm gì đó mà xúc phạm người đã khuất thì ok, đâu có gì đâu, bình thường, ở riết cũng quen anh chị. Nhưng mà khu vực này này nhà trọ thì giá rất là rẻ, rẻ lắm. Ra hình như có một con đường lớn để Sunny đón coi con đường đó là con đường gì anh chị ha. Ở đây gần có một con đường Lê Văn Quới. Lê Văn Quới là một con đường đất đỏ năm xưa, rất nhiều cái sình lầy. Những cái anh lớn tuổi chia sẻ là mấy chục năm về trước, 20 mấy 30 mấy năm về trước đó, thì ở ngoài đây thì có rất là nhiều cái hồ câu cá. Đường số 1 đi ngang qua đường số 1, hồ câu cá, và cũng kể một cái câu chuyện vui. Và ngoài đây á, thì có rất là nhiều cái quán rượu đế ôm, cà phê ôm, bia ôm trong một cái mảnh đất sâu vào trong cái ao cá. Và cái địa bàn này cũng rất là phức tạp. Nhớ con đường Lê Văn Quới đó thì năm 2008 Sunny có mở rộng hệ thống phân phối cho công ty đó, tìm kiếm những cái điểm tạp hóa nè để mình phân phối, mình sắp cái rau tuyến cho nhân viên đi bán hàng. thì Sunny có khảo sát khu vực này, thì con đường Lê Văn Quới lúc đó là một con đường đất đỏ, mà lúc đó đi vào cái mùa mưa nữa, trời ơi nó nhầy nhụa, chiếc xe gắn máy của Sunny nhận không ra luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình không thể nào nhận ra những cái khu vực này anh chị. Chúng ta cứ đi thẳng nha anh chị ha, để dẫn anh chị ra con đường Lê Văn Quới. Không biết cái hướng này có phải ra Lê Văn Quới hay đi đâu đây, để anh chị hình dung được ở khu vực vùng ven ngày hôm nay như thế nào. Hình như Lê Văn Quới anh chị. Đây, ở đây thì có những cái dinh thự. Chờ dinh thự. Đây nè. Nhà triệu đô luôn á. Dinh thự lâu đài. Đó, vùng ven đó. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Như một lâu đài. Con đường Lê Văn Quới trước mặt anh chị. Con đường đất đỏ mà Sunny chia sẻ với anh chị đó. Nếu mà trước mặt anh chị có gặp con đường Lê Văn Quới bên phải thì chúng ta ra Mã Lò, ra xa lộ Đại Hàn. Còn bên trái là về ngã tư 4 xã, về với Đầm Sen. Đúng là Lê Văn Quới. Đó, con đường đất đỏ mà Sunny chia sẻ với anh chị đó, bây giờ đâu có thể nhìn ra con đường đất đỏ. Mà ngày trước Sunny đi trên con đường này, nhà cửa rất là thưa thớt. Mới 2008 đây thôi anh chị. 2008, 2018 mới đây thôi mà. Mới có mười mấy năm thôi, 14, 15 năm thôi. Mà bây giờ nó thay đổi quá nhiều, nhà cửa hai bên san sát. Và cái hướng này là chúng ta đi về ngã tư 4 xã nè. Nó có những con đường như là Bình Long, Lê Văn Quới này, Hương Lộ 2 và con đường Hòa Bình dẫn về Đầm Sen. Về với lại khu vực Bình Thới, chợ Bình Thới, về Phú Lâm, về Cây Gõ. Bữa nay mặt trời lên cao, nắng chói chang báo hiệu một ngày oi bức. Nhưng mà cứ chiều tối là mưa anh chị. Cứ chiều tối mưa thì không có dai, một tí mưa tí là tạnh thôi. Mình cũng không khí đừng đỡ oi bức. Thì Sunny cũng muốn gửi một tí gì đó, cái gió Sài Gòn, cái mưa, những giọt mưa Sài Gòn gửi tới những anh chị, đặc biệt những anh chị xa Sài Gòn đã lâu. Và đặc biệt hơn là những cô chú anh chị ở Cali. Mấy hôm nay thì cũng nghe nói là trời rất là nóng. Nhiệt độ thì khoảng 40, 41 độ C. Nghe mà thấy sợ anh chị. Thời tiết càng ngày càng phức tạp lắm. Nhiều lúc bây giờ Tết Nguyên Đán mà có mưa mà cũng khó nói lắm. Đó, ở đây anh chị thấy. Cứ ở đâu mà có khu dân cư là ở đó có chợ, thì làm sao những cái bà con ở trong lòng chợ buôn bán được. Đây ngã tư 4 xã. Và nơi đây là một cái điểm đen, điểm giang hồ mà Sunny từng nói là ao hồ đó, ngày xưa rất là phức tạp. Cứ hành sự bên kia nhảy qua bên đây. Nhưng mà bây giờ thì nó thay đổi rất là nhiều. Bên phải là Hương Lộ 12 và con đường Hòa Bình về Đầm Sen. Còn đi thẳng á, là con đường Thọ Ngọc Hầu để ra Hương Lộ 14, mảnh đất ruộng năm xưa Lũy Văn Bích đó anh Việt. Giờ là xin đi quẹo lại cái vị trí ban đầu. Nãy giờ là giống như mình đi một vòng khắp kính nha anh chị. Đây là Thọ Ngọc Hầu, xin đi quay lại nha, lại vị trí ban đầu. Đi tự nhiên mất phương hướng. Đây con đường Bình Long. Đó, anh chị thấy một cái mảnh đất vùng ven năm xưa, với khu dân cư, với không khí chợ rất là nhộn nhịp, với sự đổi thay, và với những cái nghĩa trang xen lẫn vào khu dân cư, cùng nhau sinh sống. Sài Gòn muôn màu anh chị, khu dân cư này, khu dân cư kia. Hôm nay thì Sunny định quay trung tâm, nhưng mà phải chở em xã đi thi, nên chính vậy là Sunny thực hiện cái vùng ven này, gửi anh chị và các bạn để anh chị và các bạn hình dung Sài Gòn nó nhiều sắc màu theo nghĩa bóng anh chị ha, nhiều gam màu sáng tối khác nhau, có cảnh là chung cư cao cấp, khu dân cư cao cấp, có cảnh là một khu dân cư vùng ven với những cái xóm nhà trọ, với những ngôi nhà kế bên nghĩa trang. Rồi đây là vị trí ban đầu mà Sunny xuất phát đây. Nãy giờ là một cái vòng tròn khép kín. Và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui thực hiện một vòng tròn khép kín để anh chị thấy một cái khu dân cư Bình Long, Bình Hưng Hòa, một cái chợ Bình Long ngày xưa và ngày hôm nay như thế nào. Nhân dịp cuối tuần thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Doan. Bye bye, hẹn gặp lại.